đã tìm ra công thức chung. Lý giải vì sao người Bắc Âu không màng nhà lầu, xe hơi nhưng vẫn hạnh phúc. Cơm không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon. Tiền không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều, đó là quan niệm của người Bắc Âu. Đan Mạch, thiên đường cho người dân và doanh nghiệp. Thụy Điển, thành công mỹ mãn với chế độ người lao động chỉ làm 6 giờ một ngày. Hoặc, Phần Lan nền giáo dục không giống ai, cấm thi cử, bài tập nhưng học sinh vẫn giỏi giang. Điểm chung của các quốc gia này là gì? Đó là tất cả đều đến từ một cùng khu vực trên thế giới, Bắc Âu. Từ xa xưa, nơi đây là chỗ ở của những kẻ chinh phục vĩ đại mang tên Viking. Trải qua thời kỳ chiến tranh loạn lạc với vai trò những đất nước trung lập, giờ đây các quốc gia Bắc Âu đang có những chuẩn mực khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Tăng trưởng kinh tế cao, chỉ số phát triển con người cao, người dân hạnh phúc nhất nhì thế giới. Những xứ thiên đường ấy đã làm cách nào để vươn đến như ngày nay? Tất cả nằm ở cách sống của con người nơi đây. Hãy thử tìm hiểu. Không cần nhà lầu, xe hơi, tiền bạc chất đống mà vẫn hạnh phúc. Người Bắc Âu sống tự nhiên, đơn giản mà hạnh phúc. Nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận thấy các quốc gia ở Bắc Âu không hề có nhà cao tầng. Người dân ăn mặc rất mộc mạc, đi những chiếc xe cũ kỹ và ăn những món ăn đơn giản. Sau 7 giờ tối, gần như trên đường rất yên ắng, không có cuộc sống xa hoa vào ban đêm, không có những dịch vụ cao cấp lãng phí kích thích sự thỏa mãn tiêu cực con người. Có một cụm từ mà người Bắc Âu hay nhắc đến là chất lượng cuộc sống. Đất nước Thụy Điển thì có câu châm ngôn: tiền là thứ có thể để dành được, còn thời gian thì không để dành được. Bạn sử dụng thời gian như thế nào thì nó sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Nếu có ai hỏi một người Bắc Âu xem giữa hai sự lựa chọn, cuộc sống đầy đủ nhà cao cửa rộng, tiền bạc và xe hơi sang trọng, so với cuộc sống có đầy đủ vợ chồng, con cái thì chọn phương án nào, anh ta có lẽ sẽ thiên về phương án thứ hai. Bởi lẽ, thứ mà người Bắc Âu muốn chính là phẩm chất, chứ không phải là vật chất trong cuộc sống. Nhanh một chút, không, người Bắc Âu không làm vậy. Họ lựa chọn sống, chậm một chút, nhưng vẫn có thể tìm được hạnh phúc thực sự từ cách sống này. Những con người biết sống nhất thế giới của vùng Bắc Âu này, bí quyết ở sự đơn giản. Bắc Âu nằm ở vùng khí hậu khắc nghiệt nhất của thế giới. Môi trường thiên nhiên hà khắc ở đây đã khiến cho thói quen tiết kiệm đã trở thành điều tất nhiên ở xứ này. Cơm không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon. Tiền không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều. Cuộc sống đơn giản của người Bắc Âu rất dễ để nhận ra, nếu bạn chịu khó để ý một chút. Ví dụ, trong cách ăn mặc, không cần phải diêm dúa, bạn sẽ thấy những người phụ nữ 70 đến 80 tuổi Bắc Âu thường mặc áo khoác vàng nhạt kết hợp chân váy, đi giày nữ tính, khăn trùm đầu. Nhìn họ vừa nữ tính vừa trang nghiêm nhưng cũng không mất đi vẻ cuốn hút. Nếu nhà ai đó mới sinh em bé thì không cần phải tiệc tùng cầu kỳ. Những nhà hàng xóm hay bạn bè đều sẽ mang những bộ quần áo cũ đã được giặt thơm tho đến cho em bé sử dụng. Điều này đã trở thành một truyền thống tốt đẹp lâu đời của con người xứ Bắc Âu. Bắc Âu không cần những đại lộ to rộng. Những con đường ở các quốc gia Bắc Âu thường hẹp hơn đường ở các quốc gia phát triển khác. Phần lớn nó không phải những con đường thẳng mà là những ngõ, hẻm. Không cần phải khoe của. Người dân nơi đây không cần những siêu xe, mà chủ yếu sử dụng những loại xe ô tô cá nhân cỡ nhỏ. Thậm chí, rất nhiều người trong số họ đạp xe đạp đi làm. Bảo vệ môi trường đối với người Bắc Âu đã không còn là một cụm từ theo mốt mà là một sự cao thượng, một việc tất nhiên cần làm. Để hưởng đặc quyền hạnh phúc, họ đã làm việc năng suất nhất nhì thế giới như thế này đây. Công việc chính thức của một người Bắc Âu khá nhẹ nhàng, ngắn gọn. Về thời gian làm việc, trong thời gian rảnh, dù có thể chọn làm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập, nhưng họ lại không làm vậy. Người Bắc Âu chọn thưởng thức tách cà phê cùng bạn bè hoặc đơn giản là ngồi đọc sách. Đến đây, đừng nghĩ rằng người Bắc Âu suốt ngày chỉ biết uống cà phê. Điều kiện tiên quyết để họ được hưởng một cuộc sống an nhàn như trên chính là do chính thái độ nghiêm túc, hiệu suất rất cao mà họ đạt được khi làm việc. Đừng suy xét đến thu nhập, trước tiên hãy hỏi mình thích gì, công việc mình phải thích thì mới làm tốt được nó. Đây là quan niệm của người Bắc Âu. Vì thế,
công việc đối với họ không phải là một sự đau khổ, dày vò. Họ đơn giản là làm hết sức và rất tốt công việc mình thực sự yêu, được trả lương rất cao và từ đó sống hạnh phúc. Để nâng cao hiệu suất, người Bắc Âu nghĩ mọi cách để sáng tạo và rút ngắn thời gian làm việc. Nghe giống như đặc điểm của những kẻ lười nhưng thiên tài mà Bill Gates phải cất công tìm kiếm về cho Microsoft. Và đây là điều mà mọi người dân Bắc Âu đều thấm nhuần chứ không chỉ một vài kẻ lười nhưng thiên tài nào đó. Từ đó, họ sẽ có nhiều thời gian hơn cho nghỉ ngơi hay cho gia đình. Và chìa khóa tận cùng cho mọi hạnh phúc ở Bắc Âu là hai chữ, gia đình. Trong cuộc sống của người Bắc Âu, gia đình rất quan trọng. Chỉ cần vừa có kỳ nghỉ là một gia đình Bắc Âu sẽ cùng nhau tận hưởng những ngày vui đùa, cùng tắm biển, tắm nắng, trượt tuyết, cưỡi ngựa. Trong gia đình, người chồng sẽ sẵn sàng hủy bỏ những buổi gặp gỡ ăn uống với bạn bè sau giờ làm để dành thời gian cho vợ con. Điều đầu tiên sau khi tan làm trở về nhà mà họ làm là trò chuyện, vui đùa, nấu ăn cùng vợ, con mình. Cho dù ai đó có muốn làm thêm thì họ cũng phải chọn thời gian để tránh ảnh hưởng đến gia đình mình. Ví dụ, người chồng sẽ chọn đi làm tăng ca vào lúc 3 giờ sáng bởi vì như vậy thì buổi sáng vẫn còn người vợ ở nhà dùng bữa sáng cùng các con. Như thế, người chồng sẽ chỉ bị mất khoảng 1 tiếng đồng hồ không thể cùng ăn sáng gia đình. Làm thêm giờ vào buổi sáng sớm, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng điều này lại cho các ông bố có thêm thời gian vào buổi tối ăn tối cùng gia đình mình. Điều cuối cùng, đối với người đàn ông Bắc Âu, gia đình và con cái không phải là nền tảng giúp người đàn ông tìm kiếm sự thành công nữa, mà chính là phần quan trọng nhất trong chất lượng cuộc sống của họ. Với họ, khoảnh khắc có lẽ là hạnh phúc nhất trong ngày chính là khi đứa trẻ của mình leo lên đầu, ôm lấy cổ bố chúng, hôn một cái và thủ thỉ nói, chúc cha ngủ ngon nhé. Đây mới là cách đầu tư thông minh nhất nếu bạn muốn có cuộc sống hạnh phúc. Sưu tầm.